Hello, xin chào anh em. Hôm nay giới thiệu cho anh em một cái ngàm Meiki. Đây là ngàm chuyển dành cho những cái mã ảnh như Canon EOS-M, cụ thể là cái chiếc Canon M3 ở đây, để sử dụng những cái ống kính như là Canon EF-F 18-55 hoặc là Canon 17-50 này. Thì như các bạn đã biết thì những cái dòng Canon EOS-M mà mình đang giới thiệu cho các bạn ở đây ấy, nó khác hoàn toàn so với những cái dòng Canon EF của bọn như là 500D, 700D hay là 5D, 6D, 7D gì đấy. Do vậy các bạn cần phải cái ngàm chuyển này. Nếu chúng ta không sử dụng ngàm chuyển ấy, thì chúng ta sẽ không thể gắn cái len EF hoặc là EFS lên trên những cái dòng như Canon EOS-M được. Ngày trước thì thực tế thì mình cũng đã trên tay cho các bạn cái ngàm chuyển Meiki này rồi, và mình có so sánh cái ngàm chuyển này với cái ngàm chuyển quang chốc, và có cả so sánh với ngàm chuyển của Canon chính hãng nữa. Tuy nhiên thì sau 2 năm trở lại đây ấy, thì cái ngàm vai chốc ở trên thị trường được làm mưa làm gió. Mình không phủ nhận là chất lượng của cái ngàm vai chốc cũng khá là tốt. Tốc độ bắt nét thì cái ngàm Meiki này cùng với ngàm Canon hoặc là ngàm vai chốc tốc độ bắt nét tương tự nhau, không có cái gì khác biệt cả. Tuy nhiên cái con ngàm vai chốc ấy, nó bị làm giá khá là nhiều, có nghĩa là 2 năm trước khi mà thời điểm mình so sánh hai cái ngàm này với nhau, nó chỉ chênh nhau có giờ tầm gần 100.000 thôi. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì cái ngàm vai chốc nó đẩy lên đến giờ tầm khoảng 700.000. Khi đấy cái ngàm Meiki này nó chỉ có mức giá là hơn 500.000 một chút thôi. Do vậy cái ngàm Meiki này nó rẻ hơn tới tận là gần 200.000. Mà chất lượng nó không thay đổi, hai cái ngàm này chất lượng không thay đổi. Các bạn để ý nhé, khi mà chúng ta gắn ngàm vào ấy, thì các bạn để ý cái chấm trắng vuông này và cái chấm trắng vuông trên cái ngàm này. Chúng ta đặt thẳng hàng với nhau và xoay xuôi chiều kim đồng hồ là chúng ta đã gắn được ống kính lên trên cái ngàm. Và tương tự chúng ta sẽ gắn cái ngàm này lên trên body, thì các bạn cũng nhìn cái chấm, lúc này cái chấm thì nó là cái chấm trắng ở đây, con gái mình chỉ đây, và cái chấm trắng ở trên cái body này chúng ta cũng đặt thẳng hàng với nhau này và chúng ta xoay xuôi chiều kim đồng hồ đấy. Do vậy mà chúng ta tháo lắp rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ bật thử cho các bạn xem nhé, cái tốc độ bắt nét của nó nhé, không anh em lại bảo là chất lượng nó kém. Khi mà chúng ta gắn những cái ống kính như Canon 18-55 STM mà có tốc độ bắt nét STM thì nó cũng sẽ nhanh, khá là nhanh các bạn nhé, không hề kém đâu, bắt nét chuẩn xác luôn nhé. Đây mình chụp thử một kiểu này đấy nhé, nó so với tốc độ bắt nét của ngàm vai chốc hay là Canon nó chả khác gì nhau cả, nhưng mà giá thành của cái ngàm Meiki này nó rẻ hơn khá là nhiều. Vì vậy các bạn có thể tham khảo cái này nhé, chỉ hơn 500 thôi. Còn ngàm vai chốc thì nó rơi tầm 700, cá biệt có một số nơi bán 800, 750. Còn ngàm Canon thì vô vàn rồi, mua mới thì các bạn sẽ phải mua rơi vào tầm khoảng độ hơn 2 triệu. Còn mua cũ thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu, 1.2 đến 1.4 gì đấy, tùy từng thời điểm các bạn nhé. Do vậy các bạn có thể cân nhắc. Link của cái sản phẩm này thì mình sẽ ghi ở phía dưới các bạn nhé. Hãy quên cái ngàm vai chốc hoặc là ngàm chính hãng của Canon đi. Ngàm Meiki này với cái mức giá rẻ, chất lượng tốt và chế độ bảo hành tốt, thì mình nghĩ là sẽ không có lý do gì các bạn không lựa chọn cái ngàm Meiki này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những sản phẩm khác nhé.